Ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, có một hoàng hậu độc ác, tên là Hela. Bà hoàng hậu này thường đứng trước chiếc gương phép thuật hắc ám của mình cả ngày và hỏi một câu hỏi quen thuộc. Hỡi gương hắc ám, hãy nói ta nghe, ai là kẻ độc ác nhất trần đời? Gương hắc ám luôn phản chiếu hình ảnh của chính Hela như là câu trả lời cho bà ta vậy. Tất nhiên ta là kẻ độc ác nhất trần đời. Ta có thể có được mọi thứ mà mình có bằng cách đó. Hela muốn trở thành người xinh đẹp nhất trên đời bằng cách ếm bùa chúa. Tuy nhiên, bà ta chẳng thể nào vượt lên được sắc đẹp tuyệt trần của Bạch Tuyết, người luôn xinh đẹp hơn bà ta muôn phần. Nhờ câu thần chú mới của ta, giờ ta sẽ khỏa lấp hết sắc đẹp của Bạch Tuyết. Thưa nữ hoàng kính yêu, nhưng có vẻ câu thần chú của người có hơi nguy hiểm đó. Ta thà là mạo hiểm chấp nhận lấy nguy hiểm còn hơn là ngồi một chỗ như ngươi. Hela đi tới những lọ thuốc phép thuật. Bà ta cầm lấy một lọ thuốc màu tím. Với lọ thuốc đó, bà ta sẽ biến mình thành một người lùn, ăn cắp dương miệng tàn hình và sử dụng quyền năng của dương miệng để hủy hoại sắc đẹp của Bạch Tuyết. Nhưng vào lúc đó, Bạch Tuyết lại đang sống vui vẻ với các chú lùn trong một bạch điện nguy nga ở một nơi khác của Dương Quốc. Được rồi, mọi người sẵn sàng cả chứ? Rồi đó, thưa công chúa. Vậy thì ta bắt đầu nha. Bạch Tuyết rất thích thú với trò chơi truyền tin líu lưỡi. Trong trò chơi này, các người bạn cố gắng truyền đi một đoạn tin dễ làm líu lưỡi từ người đầu hàng cho tới người cuối hàng. Cuối trò chơi, ai cũng phá ra cười nếu như người cuối hàng không thể nhận được đúng thông điệp dễ nhầm ấy. Để tôi nghĩ đã nào. Tôi tìm ra nó rồi. Lấy nồi, đúc nồi, mang nồi, đúc nồi. Lấy nồi, đúc nồi, mang nồi, đúc nồi. Tin truyền này khó đấy. Lấy thuyền đúc nồi, đưa thuyền đúc nồi. Lấy thuyền đánh thuyền, đem thuyền đánh thuyền. Lấy thuyền đốt thuyền, đem thuyền lật thuyền. Được rồi, mắc cỡ. Hãy nói chúng tôi biết đoạn tin líu lưỡi này là gì. Mang nó đi, lấy nó đi. Cậu sẽ không bao giờ đoán được đâu, mắc cỡ. Đoạn tin gốc là gì vậy? Là lấy nồi đúc nồi, mang nồi đúc nồi. Lấy nồi đúc nồi, mang nồi đúc nồi. Ôi không. Trong khi những ngày vui vẻ trôi đi trong cung điện của Bạch Tuyết, thì Hela chuẩn bị uống lọ thuốc trong hang động tối tăm của bà ta. Nghe kỹ đây, Đền Cốt. Khi đến kỳ trăng tròn, người phải kéo sợi dây thừng thần kỳ này để ta trở lại nguyên hình. Vậy là ta có thể chuyển đổi từ nguyên dạng của mình tới hình hài một cô lùn nào mà ta muốn. Tuân lệnh thưa nữ hoàng. Nếu người không thể kéo sợi dây thừng thần, thì ta sẽ phải ở trong hình dạng một cô lùn tới tận kỳ trăng tròn tiếp theo đó. Đừng có làm ta thất bại. Rồi Hela uống một chút thuốc và bắt đầu hào hứng chờ đợi. Khi không thấy điều gì xảy ra cả, bà ta lại nhấp thêm ngụm nữa, rồi thêm một ngụm nữa. Rồi đột nhiên, khói và bụi tỏa ra. Qua làn khói, nữ hoàng Hela biến thành một cô lùn. Ta không thể tin vào mắt mình nữa rồi, thực sự đó. Giờ ta sẽ tới cung điện của Bạch Tuyết đây, người nghe kỹ, đừng có trễ việc trong kỳ trăng tròn đó. Vâng thưa nữ hoàng bé nhỏ tí nị của thần. Cái gì? Thần biết lỗi rồi, thưa nữ hoàng của thần.
Hela liền khởi hành tới hoàng cung tráng lệ nhất của Dương quốc. Vì vẫn chưa quen với hình hài bé nhỏ của mình, nên thậm chí cả một con chim bay ngang đầu cũng khiến nữ hoàng độc ác lo sợ. Hai, làm sao mà bảy chú lùn có thể ung dung sống trong rừng chứ? Ta không thể hiểu nổi mà. Sau khi mải miết đi trong rừng một lúc, thì cuối cùng Hela cũng tới được lâu đài. Bà ta lén lút đi dọc hành lang của lâu đài và tới nơi đặt dương miện. Khi thấy chiếc dương miện, đôi mắt bà ta bừng sáng. Ta đã thấy chiếc dương miện đây rồi. Chiếc dương miện có phép tàng hình quý giá của ta. Vậy là Hela độc ác liền không chần chừ, vội đeo ngay chiếc dương miện lên đầu. Rồi bà ta dần dần biến mất. Ta biết là thuốc ta chế sẽ có tác dụng mà. Hela tàn hình ra khỏi lâu đài. Trong khi đó, bà ta bắt gặp Bạch Tuyết và bảy chú lùn đang chơi đùa cùng nhau trong giường thượng uyển. Tất nhiên, không ai có thể nhận biết được Hela đang ở đó. Trước khi đêm xuống, ta nên trở lại hang động của mình và trở lại nguyên dạng thôi. Đúng lúc đó, chiếc dương miện bị dướng vào một cành cây trong giường thượng uyển, nhưng Hela không biết gì. Nhưng trước khi bà ta nhận ra điều đó, Bạch Tuyết đã thấy bà ta. Này, đứng lại đó, ngươi là ai vậy? Một cô lùn khác ư? Cô ấy nhìn quen quen, nhưng là ai? Khi Hela bắt đầu nghe thấy những điều được nói ra, bà ta ngây người một lúc. Bà ta thử sờ tay lên đầu để kiểm tra và nhận thấy rằng chiếc dương miện đã không còn ở đó. Hả? Dương miện của ta? Bạch Tuyết chạy tới chiếc dương miện đang treo trên cành cây. Hela nhận thấy tình thế, liền trèo ngay lên cây. Không, đó là Hela. Hơn nữa là bà ta đã biến mình thành một cô lùn như chúng ta nữa kìa. Trong khi Bạch Tuyết suýt chạm tới dương miện, thì Hela đã nhanh hơn và lấy được chiếc dương miện. Bà ta lập tức đội nó lên đầu. Vậy là bà ta bắt đầu trở lại tàn hình và biến mất. Ôi không, bà đang ở đâu Hela? Tôi biết chính là bà chứ không ai khác. Trả lại dương miện của tôi đây. Bạch Tuyết mải miết tìm kiếm khắp nơi mà không thấy Hela đâu cả. Tuy nhiên, Hela đã rời khỏi giường thượng uyển rồi. Công chúa ơi, chắc là Hela đã đi khỏi đây rồi. Nhưng bà ta đã đánh cắp dương miện của chúng ta. Chúng ta phải làm gì đây? Dưới bầu trời tối, Hela đang cố đi thật nhanh băng qua các khu rừng để về với hang động của mình. Trong hình dạng cô lùn này, ta không thể trở về kịp hang động được. Ta mong là tên khờ đó sẽ kéo được sợi dây thừng thần kỳ đúng lúc. Khi trăng tròn bắt đầu ló dạng trên trời đêm, Đinh Cô liền đi tới chỗ sợi dây thần kỳ mà Hela nói tới. Nhưng sợi dây quá cao, Đinh Cô không thể kéo nó được. Chân ơi, một dài ra nào. Sợi dây này luôn quá cao vậy ta. Trời ơi, cái lưng của tôi. Trời ơi. Làm sao bây giờ đây? Sau mấy giờ đồng hồ, Hela cuối cùng cũng về được hang động và thấy rằng Đinh Cô vẫn chưa thể kéo được sợi dây thừng. Ôi trời ơi. Không, người đúng là ngu ngốc mà. Ta sẽ phải ở trong hình dạng cô lùn cho tới kỳ trăng tròn kế tiếp. Xin nữ hoàng thứ lỗi, nhưng chiều cao của thần không đủ ạ. Vậy thì làm sao ta đủ cao được chứ? Hela vẫn phải ở trong hình dạng cô lùn cho tới khi kỳ trăng tới, bởi vì chính phép thuật nguy hiểm của mình. Những người độc ác sẽ không nhận được điều gì tốt đẹp đem tới, bởi vì những điều tốt đẹp chỉ nảy nở trong những trái tim nhân hậu.